Một lần nữa xin cảm ơn ca sĩ Bảo Duy. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón tiếng hát của một cô gái cũng lần đầu tiên đến với cả câu lạc bộ chúng ta. Đó là tiếng hát của ca sĩ Hạnh Kiều với ca khúc đã mang tên Tìm Lại Giấc Mơ. Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe. Cho Hạnh xin gửi lời chào tới tất cả các anh chị em có mặt trong câu lạc bộ. Đang tâm trạng một chút cho nên là mời các bạn nghe bài Tìm Lại Giấc Mơ. Chia nỗi buồn, không còn ai chia quanh khắc sớm vui
biết là thế, mà vì sao em vẫn thế?